Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại Học viện IT.vn, tổ hợp giáo dục kỹ thuật công nghệ cao. Đây là địa chỉ đào tạo nghề sửa chữa laptop MacBook uy tín chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Và hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn học viên đang học các khóa học tại Học viện IT.vn xem cảm nhận của họ như thế nào nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại lớp học sửa chữa laptop nâng cao Học viện IT.vn. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tiến đến gần hơn và phỏng vấn một vài bạn học viên xem cảm nhận của họ về khóa học này như thế nào nhé. Em chào anh, không biết anh có thể giới thiệu về bản thân mình, tên và lớp mà anh đang theo học được không ạ? Em tên là Tiến Anh ạ. Thì em đang hiện đang theo cái lớp học khóa sửa chữa laptop ANZ của Học viện IT. Thì em học nay buổi thứ 6 rồi. Em chào anh Tiến Anh. Vậy học đến buổi thứ 6, vậy không biết là cảm nhận đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi đặt chân đến Học viện IT.vn là gì ạ? Vâng, thì lần đầu tiên em bước chân đấy thì em thấy cái môi trường đấy rất là tốt. Em thấy các anh chị hỗ trợ em rất là nhiều và trong môi trường đào tạo với trong môi trường học tập rất là tốt. Vậy cái môi trường học tập tốt cũng như được mọi người support rất là nhiều. Vậy không biết là trong quá trình học thì anh có gặp khó khăn gì không ạ? Vâng, thì mới đầu đi học ấy, thì chắc chắn là ai cũng sẽ phải gặp khó khăn thôi ạ. Vì mình mới mà mình chưa biết gì nên là mình sẽ phải cố gắng nhiều và lại được sự giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo ấy. Thì mình thì có lẽ tiến bộ hơn, được biết nhiều hơn, biết nhiều thứ hơn ấy. Dạ vâng, vậy để khắc phục những khó khăn đấy thì anh đã làm những việc gì để khắc phục ạ? Khắc phục những khó khăn đấy thì ngoài việc là nghe các thầy cô giáo giảng ấy, đấy, thì mình có thể là về nhà tìm tòi trên internet này đấy, và ở Học viện IT được một cái nữa là mình sẽ được thực tập trên cơ sở thực tế luôn, nên là mình sẽ hiểu hơn, chuyên sâu về căn bản vấn đề hơn ấy. Dạ vâng ạ. Vậy khi học đến buổi thứ 6 rồi, vậy anh Tiến Anh ơi, thì anh có cái điểm gì thích nhất tại Học viện IT.vn ạ? Em có cái điểm thích nhất ở Học viện IT ấy, là cơ sở vật chất rất là tốt này. Đấy, em học được chuyên sâu rồi này, nó không bị lan man quá nhiều và sẽ thực tế cho cuộc sống của mình ngày mai sau ấy. Vậy anh vừa nói là giúp cho việc tương lai của mình thực tế cho mai sau đúng không ạ? Vậy không biết tương lai anh Tiến Anh có dự định như thế nào, có tiếp tục theo cái con đường sửa chữa như thế này không ạ? Dạ vâng, thì em đã theo học thì em sẽ cố gắng là chắc chắn là sẽ theo cái nghề này rồi để cố gắng là để ngày mai gọi là kiếm một cái nghề ổn định hơn, kiếm cho cuộc sống ổn định hơn ấy. Dạ vâng, vậy nếu mà đánh giá Học viện IT.vn trên thang điểm 10 thì anh Tiến Anh cho Học viện IT ở mức bao nhiêu điểm ạ? Về chất lượng đào tạo thì em sẽ cho là 10 điểm. Còn về vấn đề là cơ sở vật chất thì em sẽ cho 9 điểm nữa. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn Tiến Anh về những chia sẻ này và chúc anh sẽ thành công trên con đường mình đã lựa chọn ạ.